khá là ấn tượng trong cái lần ăn trưa đó với Ngân Anh, đó là Ngân Anh rất nhiều, ăn rất khỏe, là anh đợi thêm một cái nữa là thêm rất nhiều, là ăn rất nhiều. Nhưng mà cũng có một điều nữa rằng là những món Ngân Anh thích cũng là những món em thích, em cũng thích bơ, thích béo này kia. Em nhận đồ ăn của Ngân Anh được 3-4 bữa xong là em off luôn, hai đứa là ngưng em là không liên hệ với nhau luôn, là không có nhắn tin theo cái kiểu nhắn tin thường trực này kia nữa, bởi vì cơ bản là em thấy là mình đang làm phiền cổ hay không. Cả năm 2020 tụi em off, đúng ngày 1/1/2021 thì anh mới nhắn tin, anh nói là em có còn muốn gặp lại anh không. Mà cái câu đó thì nó đâu đó mình hiểu là như anh thấy có lỗi với mình vậy đó. Quen quá luôn, gặp người quen luôn á. Chào hai em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Tên đầy đủ của em là Lê Âu Ngân Anh. Năm nay em 28 tuổi. Và công việc hiện tại chính của em là giảng viên đại học. Giờ em là giảng viên đại học của trường Đại học Hoa Sen. Rồi bây giờ mời chồng của Ngân Anh. Dạ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phan Tony, em là biên tập viên truyền hình. Làm tại đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên nào các em gặp nhau và phải lòng nhau? Dạ, tụi em gặp nhau là trong một lớp học và em là giảng viên của Ngân Anh. Em khá là nhát nói và em nói không có hay, cho nên lúc đó em nghĩ là mình cần cải thiện kỹ năng nói và em đăng ký một khóa học tại một học viện MC. Đấy thì anh Ni mới là một giảng viên trong số những môn học em học. Lúc đó là em đã là hoa hậu chưa? Dạ, lúc đó em đã là hoa hậu rồi. Em đã là hoa hậu rồi đúng không? Thì khi mà em gặp cái người giảng viên đẹp trai như thế này á, thì cái cảm xúc của em như thế nào? Thật ra thì trong số 23 buổi em học thì chỉ gặp anh này 2 buổi thôi. Nhưng mà 2 buổi đó là vào những ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên là ngày 31 tháng 12 là cái ngày cuối năm. Ngày thứ hai là cái ngày 14 tháng 2. Tức là 2 ngày đều là những ngày mà thứ nhất bận rộn nè. Thứ hai là được nên dành cho gia đình. Nhưng mà ông này cũng có thời gian rảnh đi dạy mà em cũng lại đăng ký học. Có thời gian rảnh đi học. Và lớp đó là lớp 1-1, một thầy một trò. Đầu tiên ấn tượng mà trước khi đến cái buổi học đó là em tưởng tượng một cái tên. Em sẽ học môn kỹ năng phỏng vấn với thầy Tony. Em mới nghĩ trong đầu là tự nhiên thầy em nước ngoài. Em đang học về kỹ năng nói tiếng Việt. Tại sao lại học với một ông thầy nước ngoài? Cái hôm vào lớp thì anh này không tới trước. Em vào thì ảnh nhìn lên. Thì lúc đó thì thấy đặc biệt hơn những người mình đã gặp, anh này kiểu rất là nhẹ nhàng, ấm áp theo kiểu là cái giọng nói á, kiểu nghiêm túc, thậm chí là nhìn bị nhạt. Còn em thì sao? Em ấn tượng gì về cô ấy không? Ấn tượng đầu tiên của em về Ngân Anh đó là bởi vì Ngân Anh ăn mặc rất kín đáo và đó là một điều mà em luôn đánh giá rất cao. Hình ảnh và âm thanh rất là hài hòa. Em làm truyền hình mà rất là hay và okay. Em thấy rất là thiện cảm. Có cái buổi học tiếp theo không? Có những cái buổi học riêng tư không? Bao lâu coi như là có những cái buổi riêng tư? Sau khi học xong thì không biết là vô tình hay cố ý mà anh thì ảnh mới nói là lấy số anh để mà tiện cho cái việc là sau này em có câu hỏi gì về chuyên môn. Thì em hay có một thói quen là chia sẻ số điện thoại và Facebook để bạn nào là học viên của học viện thì hoàn toàn có thể add và em sẽ đồng ý với một tin nhắn. Thầy giáo rất là có tâm. Anh đang biện minh cho cái việc là anh xin số điện thoại em đó. Sau khi lấy số điện thoại xong thì khi mà ra cái chỗ lễ tân thì em có nghe bạn học vụ nói với thầy là 14 tháng 2 vui vẻ nha thầy. Rồi thầy mới nói lại là chắc là về đi làm thôi. Thì lúc đó em nghĩ là chắc là hôm nay cũng chưa có bồ, còn độc thân. Cái em vừa về nhà thì anh có nhắn tin một cái tin nhắn là mong sẽ nói chuyện với em được nhiều hơn. Đấy, tức là cũng nhắn tin qua lại. Nói chuyện lần đầu khá dài. Lâu, rất lâu. Chắc là 2 tuần sau thì hẹn một bữa ăn trưa. Em cũng bận thôi, nên là em muốn hẹn ăn trưa. Em khá là ấn tượng trong cái lần ăn trưa đó với Ngân Anh. Đó là Ngân Anh ăn rất nhiều, ăn rất khỏe. Là anh đợi thêm một cái nữa là thêm rất nhiều. Là ăn rất nhiều, nhưng mà cũng có một điều nữa rằng là những món Ngân Anh thích cũng là những món em thích. Em cũng thích bơ, thích béo này kia. Anh đang muốn biết cái giai đoạn mà các bạn coi như là gặp nhau và bắt đầu là tỉnh to là tỏ tình đó. Câu chuyện của tụi em nó dài dòng lắm. Từ lúc mà 2 năm mà tụi em biết nhau á là nó lại rớt vào thời điểm 2020 và 2021 là dịch. Và đó là lúc mà Ngân Anh nấu đồ ăn cho em. Nấu ở đâu? Nấu ở nhà em. Em nấu nhà em xong rồi em shipper em hả? Em vẫn có xe, em lên được. Là bạn này nấu đồ ăn ngon không? Rất là chỉnh chu. Tức là nó có món chính, nó có món tráng miệng, nó có món nước. Kiểu như bạn gửi bò cho em á, thì bạn cũng chọn bò ngon nhất và rồi bạn có salad ăn kèm, rồi salad thì cũng cắt ra rồi làm rất là vừa miệng chứ không phải là... Nhưng mà lúc đó là đã yêu nhau rồi đúng không? Dạ chưa. Đó, anh Ni cũng có một cái cách hay là khi mà anh nhắn tin tức là anh sẽ biết cách chia sẻ để mà em cảm thấy tức là mũi lòng và quan tâm á. Có nghĩa là sau khi lockdown rồi các bạn mới chính thức coi như là yêu nhau đúng không? Tháng 3 tức là cả một năm 2020 thì là cái rồi. Thời gian đó khi mà em quan tâm này kia xong thì cũng tức là vì công việc á, vì tính chất công việc
Nên thành ra là tụi em off một thời gian. Em nhận đồ ăn của Ngân Anh được 3-4 bữa xong là em off luôn. Hai đứa là ngưng. Cách ngưng. Em là thấy, không liên hệ với nhau luôn. Là không có nhắn tin theo cái kiểu nhắn tin thường trực này kia nữa. Bởi vì cơ bản là em thấy là mình đang làm phiền cổ hay không. Cả năm 2020 tụi em off. Đúng ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì anh mới nhắn tin, anh nói là em có còn muốn gặp lại anh không. Mà cái câu đó hôm đó, đâu đó mình hiểu là giống như anh thấy có lỗi với mình vậy đó. Hai bạn gọi là gần cả 2 năm là không chạm luôn á em. Sau cái dịch á mà các bạn đi chơi với nhau, chính thức các bạn chạm tay nhau, các bạn chạm đến trái tim của nhau á, là cái hôm đó là đi đâu? Là đi uống cà phê, đi xem phim hay là đi du lịch? Đi qua nhà nó ăn rỗng. Không, đi ăn. Đó tụi em cũng đi ăn bình thường, sau đó coi phim. Thì lúc đó coi phim xong cũng trễ, cũng giờ trễ rồi. Thế là anh mới hỏi một câu, giờ này trễ, em về sẽ nguy hiểm, anh cũng không có muốn em về. Đó, thì hôm đó tối mà ở lại, lúc coi phim là cũng không nắm tay luôn. Lần đầu tiên coi phim với nhau là cũng không nắm tay luôn. Em không nắm tay, không hôn trong rạp phim. Nhưng mà Ngân Anh ở lại, thì tụi em làm gì làm. Sau đó đó là chắc là mình sẽ quyết định là kết hôn luôn, đúng không? Anh Ni á, là khi mà anh đã đặt mối quan hệ với ai thì anh sẽ chia sẻ luôn là anh sẽ muốn cam kết với người này. Mặc dù quen 1-2 tháng, em lúc đó cảm thấy là anh hơi nóng vội. Tại vì mới quen 1-2 tháng, thậm chí là hai cá thể còn chưa mà có thể hòa hợp được với nhau nữa. Thì làm sao mà nghĩ đến chuyện lo dài được. Mặc dù đó em cũng chia sẻ quan điểm là em còn muốn làm rất là nhiều thứ. Và lúc đó em cũng mới 25-26 tuổi thôi. Ngân Anh là người quá nhiều dự định. Ngân Anh muốn học tiến sĩ, Ngân Anh muốn mở trường, Ngân Anh muốn làm rất là nhiều thứ. Và Ngân Anh rất là coi nhẹ hôn nhân. Em sẽ dùng cái khoảng thời gian mà mọi người thường yêu nhau á để em bày tỏ câu chuyện là em mong muốn lập gia đình. Vậy thì bạn có mong muốn lập gia đình hay không? Nếu không thì thôi đừng mất thời gian của nhau. Nếu như mà mình nhân danh tình yêu á và mình yêu quá lâu và mình lại để cho cái câu chuyện nó không có một cái kết tốt á thì em lại cảm thấy đó là thiệt thòi của bạn nữ chứ không phải là thiệt thòi của em. Hiểu rồi, như vậy có nghĩa là quan điểm riêng quan điểm này là hai đứa chưa hợp nhau. Đoạn ở đó, đúng đó. Đoạn đó không đó. Hợp. Sau cái đó là có chia tay không? Chia tay. Sau đó chia tay được bao lâu rồi mới kết lại? Và cái điều gì mà khiến cho hai đứa kết lại với nhau? Chắc là nửa năm. Chia tay nửa năm anh. Chia tay xong thì em cũng còn quan tâm. Và em biết là anh cũng có còn quan tâm em. Chỉ là lúc đó nếu mà gặp lại mà ví dụ như đặt cái vấn đề về hôn nhân thì chắc chắn là em cũng lại không thể chưa sẵn sàng. Nhưng mà vì em quan tâm thành ra là em cũng biết là ảnh khá là quan trọng ngày sinh nhật của mình. Không phải là để mà gặp vui vẻ bạn bè, mà vì ảnh muốn cái ngày này quan trọng với ảnh về ngày là kỷ niệm với ba mẹ á. Cho nên thành ra là sinh nhật là lúc em nghĩ về ba mẹ em nhiều. Chứ em không có nhu cầu nghĩ cho em trong ngày sinh nhật. Dạ. Nên anh là người bắt được điều đó, biết được điều đó. Ảnh thích đội bóng của Manchester United. Dạ. Thì em mới âm thầm là đặt một cái áo mà khắc in tên riêng của ảnh và một trái bóng có cái bánh kem. Và em gửi cái món quà đó qua bên nhà ảnh. Cái áo phải đặt từ anh về. Trái bánh và trái áo là mua từ Old Trafford. Nhưng mà em không có để tên của em. Em cũng có ghi vài dòng. Em biết chắc chắn là Ngân Anh. Tức là nó xong thì tức là cũng nhắn tin cảm ơn em. Các bạn là quay lại và cưới luôn. Dạ chưa, tụi em hẹn đi ăn. Đi ăn nữa. Không, nghĩa là sau đó là 6 tháng là cưới luôn là sao? Cưới là nếu như tính ra thì cũng đâu đó 6 tháng. Coi như là họp rồi tan rồi họp. Theo chu kỳ đâu là nửa năm đó. 6 tháng. Thôi bây giờ vậy đi vô cái vấn đề mà hôn nhân đi. Dạ. Rồi bây giờ mình vô cái phần thật xấu đi nè. Cái phần đó, cái phần mà có áp đặt em không? Mình nói thật xấu trước. Dạ. Nha. Cái thời gian mà khi quen nhau em thấy ảnh rất là kiểu khá là nghiêm khắc và quy tắc. Thì đâu đó người ta sẽ nghĩ là gia trưởng. Nhưng mà anh Ni được cái là khi mà ảnh rất là cùng là người vợ của ảnh á thì ảnh sẽ biết điều chỉnh những cái đó. Có những cái tật xấu gì? Ví dụ như ở nhà đó có hay nói một vấn đề mà nó hoài có nghĩa là hay là giảng đạo đó em. Hồi xưa thì mình rất là thích nghe anh nói. Thứ nhất là giọng anh hay. Thứ hai là mình cảm thấy một người có tư duy và trưởng thành hơn mình. Mình thích học hỏi. Bây giờ là anh nói mình. Nhưng mà bây giờ, làm, tức là hồi xưa hẹn hò thì gặp nhau mấy tiếng thôi thì ok. Nhưng bây giờ 24/7 mà đều như vậy thì em nhiều khi nhức đầu. Ngủ rất là như người lớn vậy đó. 10 giờ đi ngủ. Và 5-6 giờ sáng đi dậy rồi. Giống tôi. Em thì em ngủ trễ. Và chị em dạy và chính vì vậy mà anh cứ hay cầm ràm em đúng không? Anh giảng giải cho em phải em ơi phải thế này thế nọ thế kia buổi sáng rồi phải vậy. Em không dùng từ phải. Em kể cho vợ em nghe một câu chuyện về Phật pháp. Tại vì sao mà cho tới bây giờ vợ em vẫn sẽ nghe những điều em nói dù có thể là chê là nói nhiều nhưng mà tại vì em sẽ kể nó vui á. Là quan điểm của em là em rất muốn những điều tốt cho vợ của em.
em biết là những điều mà để làm mà mình tốt thì nó sẽ rất là khắt khe, mình phải kỷ luật đó. Giống như con tầm mà muốn nhả tơ là phải ăn cái lá tầm, ví dụ vậy. Thế nên đó thành ra là em sẽ chia sẻ với vợ em là vợ có biết là Phật hay nói là tham sân si á, thì đôi khi tham lam á không phải là chuyện mình tham của cải của người khác đâu. Tham ngủ cũng là tham á. Đúng rồi, vợ dậy sớm được á thì vợ ráng vợ dậy sớm tí xíu. Trời ơi là phải dậy thôi. Nhưng mà bây giờ nó có ngủ nướng đến 11 12 giờ đâu, 8 giờ em dậy rồi. Biết không vậy đó mà. Đó, em chỉ nói nhẹ nhàng vậy thôi chứ em không làm căng thẳng. Không, cái đó cũng là một cái tật. Ừ, là một cái tật đó. Rồi, cái gì nữa không? Cái nữa là ngồi toilet quá lâu. Đó. Ngồi toilet làm gì? Dạ. Tức là coi điện thoại đó. Cái thời gian buổi tối hai vợ chồng về nhà thì chỉ có 1-2 tiếng có thể ngồi coi phim chung với nhau. Mà thời gian 1 tiếng là đã ngồi trong toilet rồi. Mà tắm. Là không dành nhiều thời gian cho vợ. Không, thật là cũng dành nhiều thời gian mà chỉ là tự nhiên tốn cái thời gian ngồi trong toilet một mà mình. Chị đúng ơi, rồi. Chị có nghe bé Ngân nó nói là 10 giờ là ổng đã lên giường ngủ. Thì đó. Mà về nhà tôi cho giỏi lắm là 8 giờ đi. Dạ không, em về sớm. Có 7 giờ sớm hoặc là cái nhúng em ở nhà tại công việc. Nhưng mà ông vô toilet hơn 1 tiếng đồng hồ là mất hết cái thời gian rồi. Bây giờ nè, bây giờ hỏi Ngân Anh, em muốn chồng em thay đổi điều gì nhất đó trước khi mà em có em bé? Thật ra em cũng không muốn thay đổi gì cả. Tức là nãy em cũng muốn kể xấu, không phải kể xấu mà kể những cái mà em cảm thấy hơi khó chịu chút xíu thôi. Để mà ví dụ như anh cảm thấy thương em hoặc là cảm thấy muốn đem đến niềm vui cho em thì anh sẽ tự động thay đổi. Quan điểm của em là vô trong hôn nhân á, mình sẽ không bắt người khác thay đổi được á. Rồi vậy thôi, bây giờ sáng dậy đây em nói luôn đi, vợ em sống vợ em nói điều gì nè. Giống như vợ em thì ngủ nó lệch cái giờ của em lắm, hay ngủ rất là trễ. Em thực sự muốn vợ em dậy sớm, hai vợ chồng cùng tập thể dục. Rồi hai vợ chồng sẽ có buổi sáng đi ăn sáng hay là đi uống cà phê, vì em rất là thích buổi sáng. Nhưng cho tới bây giờ cưới nhau nửa năm rồi thì vẫn chưa có. Không nào hết. Lúc đầu á em định là em sẽ thay đổi vợ em, nhưng bây giờ em đang tập cái thói quen kêu đồ ăn thức uống về nhà để em ăn với vợ em rồi. Quan điểm của em là mình không có ép người khác thay đổi được, chỉ là để cho người khác thực sự muốn thay đổi vì mình thôi. Thì em thay đổi vì em trước. Cái câu chuyện ăn sáng đi, câu chuyện đó là bé, câu chuyện dậy sớm đi. Em không còn giảng về tham sân si vào một buổi sáng nữa. Em sẽ kêu đồ ăn về để em ăn cùng vợ em buổi sáng ở nhà. Em chấp nhận điều đó. Vậy em muốn vợ thay đổi gì? Ngân Anh là kiểu rất là dễ nặng lòng vì những bình luận hay là này kia rồi. Ở trên mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nhạy cảm và cả nghĩ. Em hay nói với vợ em là thực ra thì mình chỉ có thay đổi được mình thôi. Mình không có thay đổi được xung quanh đâu. Cho nên cứ thoải mái và nhẹ nhàng trong tinh thần nhất. Vì em thực sự muốn là hai vợ chồng chỉ vui vẻ và thoải mái với nhau trong cái cuộc sống hôn nhân và gia đình thôi. Chứ hoàn toàn là em rất là buồn. Em thực sự là rất là buồn khi mà em thấy vợ em như thế, vì em không làm gì khác được. Có những cái em can thiệp được, nhưng có những cái em không. Đúng rồi. Cho nên vậy thì bây giờ chị chỉ muốn hỏi em một cái điều, bây giờ là em muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Thay đổi cái việc cả nghĩ. Thật ra dễ lắm, đừng đọc. Đến bây giờ thì em cũng không đọc nhiều. Đừng đọc. Nhưng mà chị nói nè, tụi em hiện giờ đang là hai cá thể. Nếu mà tách ra là tụi em đang là hai cá thể tương đối là hoàn thiện, hoàn mỹ. Ví dụ như một người chồng không có điều gì để chê được, và người vợ cũng như vậy, không gì để chê nè, vừa đẹp nè, giỏi nè, mà lại có gọi là chồng của gia đình, vợ của gia đình luôn á. Đó. Nhưng mà hai cái đẹp này hiện giờ tụi em á vẫn chưa match với nhau. Đó là một cái điều là tụi em cần phải coi lại cái đó. Thì giải pháp cho cái này là gì? Hiện giờ chị cảm nhận là tụi em còn đang có những ngại ngùng với nhau. Tôi cũng đang chờ một cái sự thay đổi từ hai bạn khi mà các bạn chuẩn bị chào đón một cái thành viên thứ ba xuất hiện trong gia đình. Chúc đi. Năm nay là có tin vui. Đó. Và năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với gia đình. Dạ. Cảm ơn anh chị. Đã bớt được cho em ha. Coi như chị cũng đẹp mà em cũng đẹp. Em muốn lắm mà không biết có được hay không. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Thì em tên là Văn Thanh, năm nay 26 tuổi, hiện công tác tại trường Đại học Trường Thành. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Lê Ngân Quỳnh, năm nay em 24 tuổi, hiện tại là giáo viên tiểu học. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Nhóm em rủ nhau đi Vũng Tàu. Em cần tài xế cho nên là rủ một cái cậu bạn thân đi. Thì cậu bạn đó bận, không có đi được cho nên là hứa tìm cho anh em một tài xế. Thì sau đó là cho em số điện thoại của anh này, kêu em là mày nhắn tin rủ nó đi. Thì lúc đó em mới nhắn tin cho anh này. Trước đó thì bạn cũng nói là cô này thì ốm bớm mà xinh. Lúc đó cũng đang rảnh, cũng tò mò. Nghe nhắn tin thì giống quẩy liền luôn.
Rồi lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì nhìn thấy con này thấy như là vỡ mộng. Tại sao? Tại vì con này vừa nhìn con nít xíu à, vừa ốm vừa lùn. Đấy là hết thân thú rồi. Nhưng mà rồi là em có tiếp tục chở cô này không? Em chở đi chẳng đi chơi bình thường. Ừ. Nhưng mà tìm cách bán cái cho người khác. Ồ, ở cái người đó là ai vậy? Bạn em luôn. Bạn luôn. Rồi bán cái cuối cùng sao mình lấy là sao kìa? Tại vì bữa đó là bạn cho bạn số điện thoại bạn. Bạn cũng gu là cô giáo viên, cho nên là rủ uống cà phê. Không biết mặt cô này cho nên là em cũng đi theo. Đi giữa đường thì bạn có chuyện gì về nhà trước vậy? Tối mình em với con này đi uống cà phê thôi. Lúc đó là quen nhau luôn. Cái ấn tượng ban đầu của em khi mà nhìn thấy chồng em lúc đó thì... Dạ thì bạn em mới đi bộ đội, mới xuất ngũ về. Thì anh này đi chung thì nghĩ là chắc cũng manly lắm, đẹp trai lắm. Nhưng mà ai ngờ đâu lần đầu tiên nhìn vô là vừa đen mà tóc thì ngắn chắc cỡ anh Quốc Hận á. Nhìn em như tù trốn trại mới ra. Trời ơi trời ơi. Sao mà nhìn anh giống tù trốn trại? Không, em nói ảnh, ảnh đen. Ảnh đen mà tóc ảnh là như anh vậy đó. Người ta là đi cắt tóc đinh 3 phân phải không? Đinh của ảnh chắc được nửa phân. Xong rồi đi chơi thì ảnh nói chuyện cọc lắm mà, hỏi gì nói đó. Thì em nghĩ là em cũng có người theo đuổi mà, em nói chuyện cũng dễ thương. Tại sao là mình vậy mà tự nhiên nói chuyện với mình cọc lắm mà. Về nhà em quyết tâm là em cưa cho bằng được cái anh này. Sao? Mà thằng bạn thân của em nó cũng tinh ý lắm. Em nhắn cho nó là tao thích cái người đó đó, hay mày tư vấn cho tao đi. Thì nó gần nhà anh này nữa. Thế là anh này có gì nó cũng nói với em hết. Thì xong rồi cái em bắt đầu là em quan tâm. Rồi em nhắn tin dồn dập em hỏi này kia kia nọ. Nhưng mà anh nói thiệt nha, nếu như cưa mà dính ông rồi có bỏ không? Cưa dính rồi bỏ. Chứ không có là ý định lâu dài. Em sao? Vợ nhắn tin thì em cũng đồng ý đi chơi. Lần đầu tiên rủ vợ là rủ vợ đi nhậu. Tại vì bạn bè nói là có bạn gái thì dắt đi chơi. Còn hên bữa đó là bạn bè rủ nhậu lên dắt đi chơi luôn. Rồi có đi nhậu không? Dạ có, thì em nghe ảnh rủ đi chơi mà thì tưởng là chắc là dính câu rồi. Ai ngờ đâu dẫn mình đi nhậu. Mà em nói hết, bỏ em ngồi như cái con ma nữ canh vậy á. Như là chỉ có biết có bạn thôi. Còn em là lên đó ngồi làm hàng trưng bày cho mấy bạn ảnh ngắm. Rồi anh hỏi nè, lý do gì khiến mà em có cảm tình cô này và yêu cô này? Nghe cô này tỏ tình táo tợn quá. Thường người ta dùng cái từ táo tợn nó giống như là một tên cướp thật là táo tợn. Còn cái lần đầu tiên tôi nghe là tỏ tình táo tợn. Thì bữa đó giận quá đi nhậu, giận quá thì nên về chạy theo năn nỉ, chở lên cầu kêu dừng lại chứ, cái kêu về đi, đây đâu có về đâu. Còn năn nỉ hết giận xong cái cô này nói một phát một câu lỡ thích anh thì sao, bất ngờ quá lúng túng rồi bỏ về về luôn, bỏ em dở cầu luôn. Trời, cái đó mới là táo tợn. Ông cũng là táo tợn. Em sao lúc cảm giác sao? Trời, hụt hẫng quá hả? Dạ không, lúc đó là cũng hơi hụt rồi. Em nghĩ là thí dụ em nói câu đó thì ảnh không đồng ý thì ảnh cũng đưa em được về nhà. Mà ai ngờ đâu em vừa mới nói câu đó xong mà hôm đó trời mưa nữa. Bỏ em đứng giữa cầu, xách xe, quay đầu xe đi về. Khoảng một tuần sau thì tự động dắt về nhà giới thiệu đây là bạn gái của con. Kỳ vậy? Đó. Sao mọi hai cái hành động nó trái ba mẹ là lúc đó là cũng lớn tuổi rồi. Ba lúc đó cũng bệnh nặng lắm rồi. Nói là con sáng sau có bạn gái lấy vợ cho ba đi. Con cáo ẩm bồng. Lúc đó nghĩ trong đầu thì còn một cô này thôi à. Cho nên là gặn là bạn gái luôn. Rồi là ba mẹ ưng liền không? Dạ ba mẹ anh thì ưng em. Mà em có nghĩ rằng là chồng em lúc đó rằng là cưới đại cho xong không? Thật sự thì lúc đó tâm lý của em cũng là cưới đại cho xong. Ồ, sao kỳ vậy? Nhưng mà chuyện làm bao lâu rồi? Hai đứa em cưới được 2 năm rồi. Giờ là đã cảm thấy rằng là cái chuyện mà quyết định đến hôn nhân là đúng đắn không? Đúng đắn, nhưng mà cũng hơi vội vàng chút. Tại sao là hơi vội vàng? Từ lúc em tỏ tình tới cưới thì chỉ có 1 tháng thôi. Sau khi lấy nhau rồi á, thì có câu chuyện vui nào kể cho anh và chị Vân giống như diễn giảng nha? Có một chuyện nó rất là tế nhị. Nhà em là có phòng nhưng mà cửa là thông nhau hết, hoàn toàn không có đóng. Bữa đó là cũng khuya rồi, thường ba mẹ em với em gái em ngủ sớm lắm. Đó là hai vợ chồng quay qua ôm nhau tính tò tí tẹ. Thì vô tình mẹ em đi toilet cái phòng sau cái phòng của em nữa, thì mẹ em mới đẩy cái cửa đó ra. Thì anh này ảnh hết hồn, ảnh giật cái mền, ảnh chùm lên đầu em. Em nói gì anh?
mẹ em kìa. Xong rồi là hai đứa buông nhau ra ngủ luôn. Chứ hình dung nha, cái nhà tức là cái cửa nó không cửa mở, nhà không được. Dạ cửa nhà nó không từ trước ra sau. Rồi làm cách nào mà có con không được vậy trời? Ngủ cái khuya mà giật mình dậy là cỡ 3-4 giờ sáng gì đó thì quay qua ôm nhau. À rồi lén đó phải không? Câu chuyện lúc 3 giờ sáng đó phải không? Câu chuyện cứ 2 năm trời là cứ 3 giờ sáng vậy đó, miệt mài vậy chứ không có được 9 giờ tối. Dạ. Thì khi đang ngủ ngon thì 3 giờ khều ba, có đi nào bực mình không? Bực mình chứ, mình làm đi việc về cũng mệt mỏi lắm. Mà cái cũng tráng. Bây giờ tụi em không có cách gì để cải thiện cái việc đó hay sao? Vợ thường hay đi chơi hoài á, thì lúc đó gần gũi nó dễ hơn. À, tức là đi dã ngoại phải không? Ồ. Vợ chồng mà muốn ôm ấm áp á thì phải đi dã ngoại. Mà tụi em có mong muốn là có được cái phòng riêng mà có cửa riêng cho riêng mình không? Dạ thì cũng mong muốn, nhưng mà tại vì do gia đình rồi, do gia đình nhà em sống tới 3 thế hệ lận, cho nên là cũng khó lắm. Khó gì? Tại vì đi dã ngoại hoài á, gom cái tiền đi dã ngoại đó đó là xây được cái dách đó. Trời ơi, nếu chị mà là mẹ của em á, là nếu chị mà có theo dõi chương trình này xong á, là chị sẽ về chị suy nghĩ về cái vấn đề tế nhị này đó nghe. Có cách nào mà đúng không? Làm đúng cho đôi bạn trẻ chứ vợ chồng son mà cái kiểu mà 3 giờ sáng không? Mệt mỏi quá. Làm việc mà trái búi giờ cũng khó lắm. Ừ, mà cũng có vui vẻ gì không á. Không vui vẻ gì không? Xin kính mong bác hãy hiểu cho chương trình này, bé nó làm sao cho nó thoải mái giờ giấc. Xin hai, đâu xin bác cho cái cửa. Xin bác cho cái cửa, cái rèm. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề là hai vợ chồng bạn sau khi mà lấy nhau rồi đó thì có phát hiện ở người bạn đời mình có cái gì thay đổi không? Làm biến mỗi lần là đi làm vậy mình thấy mệt mỏi lắm rồi, mà thấy vợ vậy ốm yếu mà cũng phải chiều thôi. Để từ công việc nhà là một mình làm hết luôn. Thì thông cảm đúng không, ốm quá mà. Còn cái tật xấu nào của vợ em mà nó dễ sợ không? Chuyên gia giận luôn á. Dặn mà dặn dai á, đó là khó, ngủ chung cũng khó. Đúng rồi, muốn 3 giờ sáng cũng khó đúng không? Chồng em có tật xấu gì không? Cái tính ảnh rất là cọc. Cái thứ hai là ảnh rất là ghen. Ảnh được nghỉ á, mà em có hẹn với bạn hay này kia nọ là ảnh bắt đầu ảnh đi theo. Ảnh cứ chở em đi vậy đó, chứ hoàn toàn là không muốn em đi một mình. Còn bây giờ con em là được bắt đầu từ khoảng 9 tháng rồi là đi là coi như là đem con theo. Bây giờ cả chồng cả con. Cả chồng đem đi, mình đi theo được rồi. Đem theo con theo nữa, đem sữa, đem cháu đi theo. Dễ thương quá vậy. Tại lúc đó bè lại chơi là quên hết luôn, không biết gia đình luôn á, đi chơi sáng luôn, tối luôn á. Vợ em á? Dạ đúng. Ồ vậy là em phải đi theo vậy đặng mà cảnh tỉnh là đi về đó. Dạ là quan tâm bây giờ nhắc nhở tới giờ dắt như về đó. Em có muốn vợ em thay đổi cái chuyện đó không? Vợ thay đổi là bất lời thôi, phụ giúp chồng làm những gì vậy đó thôi, chứ không thay đổi nói. Tại vì em cũng muốn đi chơi. Em cũng muốn đi chơi phải không? Có nghĩa là chỉ mong muốn là vợ anh bớt làm biếng thôi. Phụ cho ảnh thôi. Được không? Có đủ sức khỏe không? Chị thấy ốm quá. Dạ chắc không rồi đó. Phải chia được miếng cho chị cho em cũng đỡ. Thôi kệ, phụ cái nhẹ nhẹ đi cưng. Nhìn chồng là thấy mạnh khỏe rồi đó. Nhưng mà cũng có những lúc á mệt trong người đó. Công việc nhiều quá. Thôi kệ, chia sẻ, biết là làm không chừng làm mà bưng không nổi cái tô hay gì bể rớt cũng được. Nhưng mà chồng cũng cảm thấy an ủi là coi như vợ có phụ mình, nhưng có điều phụ không nổi thôi. Đúng không? Đúng không? Cũng thấy vui đó cưng. Ha. Rồi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Mời hai em. Trời ơi, tôi ấn tượng lắm đó nha. Tôi đặt nè, Bluetooth nữa. Trời ơi, ấn tượng quá trời luôn. Ấn tượng cái đôi giày màu hồng dữ lắm luôn. Không hiểu sao mà con người em sinh ra trong một hình hài là một người đàn ông. Mà sẽ em là yêu thích những cái màu nó rất ư là phụ nữ. Đó là màu hồng và màu tím đó. Bước lên cái là anh ấn tượng như em à. Rồi, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em cho con tên là Võ Văn Công, 26 tuổi. Hiện đang làm việc tại một công ty bia. Con đến từ Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ. Cái nghề của con nó có liên quan gì tới màu hồng không con? Dạ, không liên quan lắm chú. Tại sao con mang cái đôi giày màu hồng vậy? Xong liên quan, sau khi uống bia rồi thì mặt trở thành màu hồng. Hay vậy đi con. Dạ. Thích cho chú vừa lòng. Còn phải màu hồng phải không? Thấy màu hồng đúng là nãy giờ dòm phần dưới này không à? Ta MC là người ta phải nhìn ở đây chứ không có nhìn ở đây được. Không phải thích màu hồng lắm. Thì đó. Không hiểu sao luôn á. Rồi bây giờ mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Huỳnh ạ.
con là Nguyễn Hoài Thương, năm nay 26 tuổi, con đến từ Bình Dương. Con làm nhân viên văn phòng và làm bạch thêm, làm make up. À, make up luôn. Dạ. Sao hôm nay hai vợ chồng đồng tuổi không ha? Cặp nãy 24. Đó, hồi nãy 24. Cặp này 26. Dạ. Có nghĩa là chương trình của mình đó, có nghĩa là các bạn trẻ bây giờ yêu mến lắm đó, chị. Yêu mến rồi. Cho nên là coi như là bây giờ là các cặp vợ chồng trẻ hầu như là các cặp nào cũng muốn tham gia chương trình Vợ Chồng Son này hết. Nha. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi. Đó, câu chuyện tình của hai con. Lần đầu tiên các con gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tụi con gặp nhau là sau một năm học chung thì mới gặp nhau. Học chung đó là cấp mấy? Dạ, học chung đại học năm nhất. Nhưng mà học chung lớp nhưng mà không có nhìn nhau giờ hết á. Dạ, không có ấn tượng gì hết. Tại vì các xa, ngồi xa không có gặp nhau. Nó cũng ấn tượng gì, thực sự cái đó là có. Nhưng mà rồi sau một năm rồi á thì bắt đầu tụi con mới nhận ra là mình cùng học chung một lớp. Dạ, có biết là học chung thôi nhưng mà không có nhìn nhau. Chỉ nhìn được có một lần rồi thôi. Nhưng mà ý cô hỏi là sau một năm thì tụi con mới gọi là nhận ra nhau đó. Giống như là nói trong văn học á, là nhận ra đây là một nửa của mình đó. Thì lý do nào? Lý do nào tại sao mà sau một năm thì mới... Tại con là lúc ban đầu làm lớp trưởng của lớp đại học đó. Còn bạn này có một ấn tượng lớn là bạn ấy hay rất là cúp học. Con thì hay điểm danh. Điểm danh nên là cái bạn Hoài Thương này thì con cực kỳ ấn tượng là sao nghỉ học hoài. Nghỉ học hoài luôn đấy. Ủa em ơi, sao em nghỉ học hoài với em? Dạ, tại tính con thì không có thích bị gò bó với lại ham chơi lắm. Nên là đi học thì không cúp học thì cũng đi trễ. Vậy hả? Là ngồi thì ngồi sau cùng không ạ? Dạ. Rồi sau cái vụ mà bạn này nghỉ học rồi thì con tiếp tục là xử sự với bạn này như thế nào? Có nghĩa là con không ưa không á? Dạ không, con hết sức là bình thường. Chỉ để ý cái tên bạn này hay, tại vì con điểm danh đầu giờ mà cái lúc mà bạn ấy cái vô sau không, bạn ngồi phía dưới hay không thì con không có rõ lắm. Mới đầu là để ý cái tên là việc cúp học rồi. Đến bao giờ thì để ý đến con người? Đến một lần đi đi chơi với ngoại khóa với cả lớp. Thì lúc đó thì hai vợ chồng lại bốc thăm chung một nhóm với nhau. Và tình cờ hơn nữa là ngồi chung ghế với nhau trên xe luôn. Cái lúc đó thì ra ngoài Phan Thiết thì bạn ấy có chụp hình và có kêu con chụp hình. Kiểu như giống kiểu ông bị lần đầu được gái rủ chụp hình hay sao á. Cái thích đúng không? Ông ảo tưởng, ông tưởng chứ đâu là mình thích ổng hay gì. Không, chú nghĩ là vậy nè. Lúc mà hai đứa ngồi trên xe đó là cái khoảng cách nó rất là gần nhau. Dạ. Cho nên là con có dịp để mà con nhìn rõ cái dung nhan của bạn ấy. Sau một khoảng thời gian cô ấy cúp cua nhiều quá không? Dạ đúng rồi. Cho nên con nhận ra được cái khuôn mặt của cô này nó xinh đẹp. Cho nên là con đã có cảm tình với cô. Dạ hồi đó con xấu lắm. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái bạn nữ là bạn nói về bạn này bị ảo tưởng. Có nghĩa là tưởng là người ta rủ mình đi chụp hình, có nghĩa là người ta đã thích mình. Ở Phan Thiết đó nghĩ thì khi mà người ta nghĩ là cái đối tượng này thích mình rồi là người ta cứ đeo đuổi cái ảo tưởng đó hoài. Để mà người ta đeo đuổi đó em. Thì thành ra là ông bà mình nói là đẹp trai không bằng trai mặt là hoàn toàn có lý do hết. Khi mà mình đã chủ động là mình phải, vì mình nghĩ người ta thương mình mà. Mình phải đeo đuổi đúng không? Thì của nước chảy đá mòn, con làm riết tự nhiên ta cũng gãy đổ thôi. Đúng không? Ta phải đổ ngã trước cái tình cảm của con đúng không? Nhưng mà cái lần chụp hình đó là con có tạo được một ấn tượng gì với cô gái này hay không? Dạ không, mà lúc đó con cũng không có nghĩ nhiều về cái tình cảm giữa hai đứa. Tại vì cứ nghĩ là mình chung nhóm mà mình chụp hình với nhau là bình thường thôi. Tại vì cái lúc mà đi về á thì ngồi kế bên thì bạn ngủ. Bạn ngủ rồi bạn dựa vô vai con trên cái quãng đường mà từ Phan Thiết về tới cái Bình Dương đó. Thường mà ngủ mà dựa vô vai như vậy, gục như vậy đó là hay ướt cái áo lắm. Dạ không chứ. Biết ngay luôn. Bởi vì chú Thượng thở đó là cô biết chú Thượng đang tính hỏi cái gì luôn. Mặt kỳ lắm, mặt gian có... thần. Mặt gian thần. Hả, ngủ mà có cái tạo một cái điểm ấn tượng gì với con không? Dạ rồi lúc đó con thấy bạn đẹp không? Lúc đó ngắm bạn không? Quay qua nhìn nè. Dạ có con. Tại vì bạn này cũng là theo con thấy là được nhất lớp nên là con có để ý bạn này. Có để ý đúng không? Với lại cái ấn tượng đặc biệt luôn là mình quá mỏi vai, mỏi lưng. Mình phải đưa cái vai cho bạn ấy vẫn phải ngủ. Chịu đựng đó. Dạ đúng rồi chú. 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ. Ngủ ngon không con? Dạ ngon. Ngon lắm luôn. Tại vì thơm.
Người bạn này thơm. Mà con thích con trai có cơ bắp nhá. Cái tựa vô thấy nó chắc. Mê luôn. Mê luôn. Con mê luôn. Là ý là mê lúc đó là ngủ ngon thôi chứ phải mê ông này đâu. Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Sau cái chuyến đi trở về thì sao? Về thì cũng có nhắn tin. Ai chủ động nhắn? Dạ, tại vì lúc đó là tụi con là phụ trách về trong nhóm là mua đồ và quản lý tiền á. Cho nên là sau khi về thì tụi con phải nhắn tin qua lại để xử lý những cái vấn đề không con. Ngoài những cái công việc đó ra, có nhắn tin có cái gì đó nó có một chút xíu gì là nghe là tỏ tình hay không? Dạ không. Những cứ nhắn tin như vậy một thời gian, cái sau có những lần đi chơi nữa. Là rủ đi chơi. Sau nhắn tin bao lâu thì rủ đi chơi lần đầu tiên? Dạ lúc đó vẫn đi chơi nhóm thôi. Không đi chơi riêng á, đi chơi riêng á. Hỏi đi chơi riêng hả? Chắc phải một hai tháng sau hả? Tới Noel mới bắt đầu đi chơi riêng. Là con chủ động coi như là con nhắn tin con rủ đi chơi riêng đúng không? Dạ đúng. Đi đâu? Đi cà phê. Dạ Noel thì đi cà phê, em đi dạo phố vòng vòng cái trên Hữu Nhân 1 nơi tụi con học. Rồi đi đến bao lâu thì con mới tỏ tình? Dạ tầm cũng 2 tháng, 3 tháng sau. Ủa, đâu, đừng có mình tỏ tình trước Noel chứ. Mình quen nhau trước Noel chứ. Quen nhau trước Noel rồi tỏ tình trước hay là ngay đêm Noel hay là sau Noel? Dạ đúng rồi, trước cái Noel. Trước Noel là tỏ tình rồi. Là dạ, tỏ tình rồi. Dạ. Là xong rồi Noel mới đi chơi với nhau đúng không? Dạ, tỏ tình đâu? Đêm Noel đó có tỏ tình nữa không? Dạ không có tỏ tình nữa mà bắt hung. À, cái đó mới là cái mà nứt thứ nhiều của tình yêu. Em hiểu không? Lần đầu tỏ tình say ke xong rồi bắt đầu về tỏ tình rồi đi chơi. Đêm Noel là hung. Đời hung. Tình yêu tiến triển rất là hợp lý em. Đúng rồi. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên mà con tỏ tình đó là con tỏ tình ở đâu? Ở quán cà phê hay quán nhậu? Tại con tỏ tình ở nhà, cái phòng trọ của bạn này bạn ở chung với một vài bạn nữa chung lớp. Cái lần đó thì lớp có tổ chức ăn uống rồi có uống một ít bia. Có men rồi đó. Vậy là mượn men để tỏ tình. Dạ. Mượn rượu tỏ tình đó chị. Cái lúc đó thì con xỉn rồi. Cái ra ngoài đứng lúc đó là đã hít rồi, đã hít nhau rồi. Nhưng mà không có nói thẳng thôi. Cái con xỉn con ra ngoài trước. Bạn ấy đứng đó. Cái con tỏ tình là con hít thương. Khoan, con bổ sung thêm giây phút này. Ông vừa mới nói xong cái tự nhiên ông kêu chị Huệ ra gặp luôn. Cái con dọn. Dạ ông say á. Cái ông ra hết. Ói luôn. Dạ ông vừa mới cầm hít thương. Cái ông làm vậy lên lúc đó con chưa kịp suy nghĩ là ủa là sao, là hít hay là không hít. Có nghĩa là vừa tỏ tình ta xong là ói liền. Giống như nhìn vô mặt cái mắt ói á. Dạ đúng rồi, kiểu như con nói mình bị tổn thương đó. Trời đất, cái mặt ủa sao tự nhiên anh nhìn tôi khá nói vậy. Tổn thương đúng không con? Dạ đúng rồi. Miệng đã xong rồi là ói liền. Rồi mà sao đó? Mình vừa tức là tại sao ói mà mình phải dọn nữa. Mà nhiều nữa. Giống như nhậu mà quá trời. Mà sao bữa đó con quê không con? Dạ lúc đó xịn quá. Có biết gì đâu quê con đúng không? Nhớ. Dạ. Nhưng mà sau đó tức là qua ngày hôm sau đó là con tới đó con nghe là cái mùi hương đó, cái mùi hương ói đó. Rồi con có mắc cỡ. Cực kỳ mắc cỡ. Lần đầu tiên mà tỏ tình mà bị ói, bị trục trặc đó. Dạ. Rồi sao con? Con á thương á. Dạ. Rồi sau đó con thấy thương anh không? Dạ lúc đó dọn thì mình lỡ dọn rồi thì nghĩ là thôi mình ngu mình dọn rồi thì mình phải làm khổ đó thôi chứ giờ sao? Khổ nó sao? Khổ nó bằng cách nào? Dạ từ hồi quen tới giờ nó khổ lắm. Dạ. Nhưng mà ngay hôm đó là con nghĩ là con phải làm khổ nó bằng cách là tao phải quen mày cho mày khổ đúng không? Dạ hay sao? Đúng rồi, cũng nghĩ kiểu nghĩ vậy á. Trả thù vì ói. Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi đến đêm Noel cái bị nó hung. Dạ không, năn nỉ con hung mi. Năn nỉ sao đâu, kể chính xác đi. Dạ đứng. Cái câu chuyện đó sao nè? Dạ đi về trước cổng phòng trọ cái 12 giờ đêm mà. Cái lúc đó xui nữa là cái cổng phòng trọ bạn con nó khóa cửa nó ngủ. Mà nó gọi bao nhiêu đứa nó cũng không ra mở cửa hết trơn á. Cái là ổng phải phụ con leo cổng vô. Thì rồi xác định leo cổng là phải đụng chân, đụng tay, đụng mông rồi. Cái ổng kêu thôi về cái trước khi về cái hung cái. Cái con kêu hung đâu, kêu hung má, chuyện nhỏ. Cái hung luôn. Cái đó là lần đầu tiên hung á. Trời ơi, hung là hung môi luôn cái nào vậy? Dạ. Trời ơi, còn cái lần mà hung môi á kinh khủng lắm. Lần hung môi là lần nào? Hung môi không nhớ nữa nhưng mà hung môi cái ổng hung môi xong ổng giả nai, ổng về ổng nhắn tin ổng xin lỗi. Mà con thì trời ơi nai quá. Kiểu như chỉ thừa biết là em hả? Dạ không, lúc đó con tưởng thiệt. Tại vì lúc đó chưa thấy quen ai mà con nghĩ trời má ơi hung môi không có kinh nghiệm còn xin lỗi nữa. Dạ. Vậy. Cái lần đó là ổng gài hung sao?
Dạ thì hôn vậy thôi chứ kiểu như nó giả na chưa có kinh nghiệm gì mà. Đúng chưa? Dạ. Mà sao con lại xin lỗi nó? Cái đó là cái chiêu của con thôi. Dạ. Vậy cái lần đấy thì cũng vô tình con sợ bạn ấy, bạn thấy con hôn vũng về. Dạ. Bà sợ bạn ấy có nghĩ tiêu cực về mình. Thôi về xin lỗi đi cho chắc. Xin lỗi. Dạ, cho chắc ăn. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà thật ra là mình cũng có kinh nghiệm hôn mà đúng không? Dạ. Rồi sau đó tình yêu của mấy đứa, tình yêu thời sinh viên dài đẹp bao nhiêu không? Lâu? Ừ. Cái dài bao nhiêu lâu? Dạ. Tới bây giờ khi tụi con cưới nhau được 6 tháng rồi là khoảng 6 năm, 4 tháng và 20 ngày. Wow. Dạ. Có nghĩa là yêu nhau tới 6 năm, dạ. 4 tháng, 20 ngày. Dạ. Yêu là suôn sẻ không? Có gây lộn đập lộn, có chia tay chia chân chia giò gì không? Ổng thì ổng không dám đập con đâu, cũng dám đập đồ đâu. Tại đập con mà quen mà đập đồ là con bỏ à. Tại con sợ lắm. Còn có giận nhau, mà hình như là giận lâu nhất là 1 tháng thôi. Dạ. Thì sau khi tụi con đi Nhật về thì có khoảng thời gian mà tụi con phải phải lo cho công việc với đi lại... đâu đi đâu đi Nhật Bản à là hai đứa điền lường hai hả? Đứa cũng đi làm mà bên đó. Dạ, dạ đúng rồi. Vợ con đi trước con khoảng 6 tháng. Dạ. Nhưng hai đứa cũng làm chung một nơi không? Dạ không, làm xa nhau. Dạ. Ở bên Nhật mà làm mà hai chỗ nơi khác nhau cũng xa không, nhưng mà đi xe lửa thôi đúng không? Dạ. Xe lửa đều cũng để gặp nhau thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Nhưng mà các con đi qua bên đó là làm việc gì bên đó? Dạ con thì làm về công ty băng keo. À. Chồng con thì làm về nhôm, nhôm cửa nhôm. Nhưng mà ở bên đó bao lâu thì các con mới về? Con thì ở gần 2 năm. Chồng con thì hơn 1 năm. Nhưng mà lúc mà đang yêu nhau vậy xong rồi con đi Nhật á, lúc đó là lúc ấy con đau đớn không? Sợ không? Dạ tại vì nói sợ vợ giận chứ tại trước đây á lúc mà còn hồi cấp 3 thì cũng có thích một bạn. Bạn ấy về Bắc xong rồi cái mình không có muốn mà có một cái tình yêu mà nó xa yêu cách xa. Như vậy yêu xa con thích yêu dạ. Xa dạ cái lúc mà vợ đi Nhật rồi ấy, bằng mọi cách là con xin mẹ để mẹ chấp nhận cho để con đi Nhật đi theo đi lần là tức là phải con sợ dạ. Phải đu theo liền đúng dạ. Không bị ám ảnh đó nhưng mà lúc đó là khi mà ở bên Nhật là tụi con ở hai thành phố khác xa nhau dạ. Mà đi xe lửa thì mấy tiếng mới gặp được nhau? Con đi vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt là khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng. 3 tiếng mấy 4 tiếng. Dạ. Vậy là một tuần gặp nhau được mấy lần? Dạ không, con thì đi sang khoảng 2 tuần con đi một lần. Là con sẽ canh thứ bảy chủ nhật hoặc là lúc đó con sẽ xin nghỉ phép tại bên Nhật sẽ có nhiều nghỉ phép thì con sẽ đi thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Là thì, để xuống gặp anh. Đi ban dạ, ngày. Để qua gặp anh. Dạ không, đi ban đêm, tức là buổi chiều thứ sáu là con đi làm về tới nhà là 6 giờ tối. Sau đó là con đã gom đồ sẵn từ đêm hôm trước rồi, cái con sẽ xách đồ con đi thật nhanh tại vì sợ trễ tàu á. Trễ tàu. Dạ, thì là con lên tới cái ga đó là 8 giờ thì 8 rưỡi con sẽ lên xe buýt đi qua bên đó là 12 giờ đêm. Dạ, thì chồng con sẽ đi xe đạp từ nhà ra tới ga để rước con. Đã nhắc đến cái chuyện mà đi Nhật đó thì đó mà là một trong những cái kỷ niệm mà hai vợ chồng con sẽ nhớ nhớ hoài suốt. Nhớ suốt cuộc đời đúng không? Tại vì cái lúc mà khi mà vợ con qua là cái chuyến tàu cuối cùng rồi nó sẽ không còn nữa. Mà 12 giờ đêm á, thì buổi tối bên Nhật nó rất là vắng, không có ai ngoài đường hết. Một mình con phải đạp xe đạp chạy trên cái đường cách đó cũng khoảng 20 phút từ cái ký túc xá con ở đến cái ga để rước vợ. Bữa nào mà không mưa hay là mát mẻ thì không sao, gặp bữa trời mùa đông á tuyết không có dạ tuyết thì đã. Nó rơi dày nè phải bừa tuyết mà đi mà hai đứa đi dưới trời tuyết vậy nó đẹp đúng không? Là thấy nó đẹp quá dạ. Rất là đẹp. Lúc đó thì có thể là có những lúc mình cảm thấy hơi mệt nhưng mà dạ. Bây giờ mình nghĩ lại là nó quá đẹp luôn quá là thơ mộng đúng không con? Dạ. Rất là ông nói là tối thứ sáu là ông không bao giờ thấy mệt hết á. Ông chỉ mệt ngày chủ nhật thôi. Chở em cỡ nào cũng không mệt đúng không? Mệt đó. Là phải chia tay về đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà, nhưng mà ý cô hỏi là con có lên chỗ bạn không hay là chỉ có bạn xuống chỗ con thôi? Đúng rồi. Chủ yếu là con lên dạ. Tại vì thứ nhất là con thì lúc đó cái vốn tiếng Nhật của con nhiều hơn là con quen với mấy bác người Nhật ở bên đó thì thường thường ra bên kia thì có hai bác người Nhật bên kia rất là thương thì là tụi con sẽ được có hai bác vui hơn với lại đi chơi á. Với lại các bạn anh mấy anh ở bên chỗ chồng con cũng dễ thương lắm dạ cho nên là tụi con sẽ thân ở phía bên đó hơn thì con sẽ qua nhiều. Mỗi lần mà gặp nhau á là buổi khuya như vậy á thì thấy là rất là hạnh phúc, mặc dù nó có lạnh nó có vắng cái nào cũng hạnh phúc nhưng mà cái lúc mà đưa vợ về á
Dạ. À, nghe tới chuyện chủ nhật đó. Buồn thế thảm thiết. Dạ. Đúng không? Nhưng mà thật sự phải nói là cảm ơn hai em kể một cái câu chuyện, một cái tình yêu xứ người. Mặc dù nó có những cái gọi anh là vô khó phim khăn rồi đó. Như vậy. Nãy giờ là anh đã rất là hay. Là anh đã găm vô cái đầu mà không tóc của anh để anh làm phim rồi đó. Đúng không? Anh rất thích nghe những câu chuyện như vậy chị Một à. Đúng chị hay. Chị đi guốc ở trong lòng của em luôn. Lúc em nghe vậy đó, nhưng mà cái đầu em bắt đầu em suy nghĩ đó, một cái đường rầy xe lửa không cần thiết ở Nhật, ở Việt Nam thôi. Đường rầy xe lửa sẽ là như thế nào? Focus chỗ nào ấy, chỗ nào trời ơi dễ sợ hay quá đó. Nhưng mà vì lý do gì mà các em lại quay trở về Việt Nam và không đi làm bên nữa? Ngay từ đầu thì con xác định là con muốn đi Nhật vì con muốn biết Nhật Bản như thế nào, tại vì con nghe nhiều anh chị đi thì con thích đó, thì con muốn đi để trải nghiệm thử. Thì sau khi mà đi một thời gian thì mình cũng trải nghiệm rồi, với lại cái khoảng thời gian mà tụi con xa nhau á, nó nhiều quá. Với lại lúc đó cũng xác định là khoảng thời gian bên Nhật thì nó bây giờ nó không còn giúp gì cho cái tương lai về sau nữa rồi. Thì con quyết định về nước. Xác định là về nước. Dạ. Không nơi nào bằng quê mẹ đúng không? Đúng đúng rồi. Và điều quan trọng nữa là về đây không có dịch. Dạ đúng rồi. Bây giờ ba mẹ chồng con á nói về là về trước dịch đúng không? Dạ đúng rồi. May á là nếu không bây giờ là bị kẹt ở bên kia là dính 2 năm luôn á. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ bạn này con bây giờ là chưa có về được. Và chú chỉ hỏi vợ. Ba mẹ của con là ở bên kia? Dạ không, ba mẹ con ở đây. Ý là vợ nói là không về là không về luôn. Không về là sẽ là không bị không về dính được luôn á. Chú là chỉ hỏi vợ con thôi chứ không hỏi con. Vì chú biết là vợ con về là con cũng phải cuốn gói con về theo. Đúng không chị? Rồi, bây giờ nè, từ lúc mà ở bên Nhật về là bao lâu rồi? Dạ con về là tháng 7 năm ngoái. Là cứ tháng 6 năm ngoái đúng không ta? Ủa đâu? Năm trước. Năm trước nữa. Dạ, một trước năm dịch ấy. Mà đúng dạ, không? Đó. Rồi về là cưới liền luôn hay sao? Dạ chưa. Về thì ba mẹ bên chồng cũng hối, cũng muốn cưới luôn. Nhưng mà hồi sau thì lại suy nghĩ lại thì từ từ cái tụi con quyết định là đi làm rồi trải nghiệm một thời gian. Rồi xong chuẩn bị tới là tính là sang năm nay cưới thì dịch. Qua Tết dạ không? Không phải dịch mà là chia tay á, cãi nhau chia tay. Ủa sao vậy? Lý do gì? Vậy? Dạ tại có cái khoảng thời gian chia tay là tại vì hai đứa bệnh lo cho kiểu nhiều thứ quá. Cái thành ra con thấy ông này không quan tâm gì con hết trơn. Mà trong khi con về đi làm thì thấy cũng nhiều anh tia. Mà ổng thì lại không quan tâm. Cái tự nhiên mình đặt cho hỏi giả thấy kỳ kỳ. Tại vì trong khoảng thời gian mà bên Nhật mấy 2 năm thì không có cãi nhau lần nào hết. Dạ. Trong cái khó khăn thì không có cãi nhau. Dạ đúng rồi. Mà về lại gần nhau, làm như gần quá cái nó gây coi như là nó phải kiếm chuyện để gây lộn. Dạ sao? Đúng. Nhưng mà sau đó thì quá giải được đúng không? Là tại vì dạ, con có giải thích đâu, vì người ta phải lo tiền, người ta dạ, cứ vợ. Dạ cái lúc đó không phải là con không quan tâm vợ, mà tại vì cái áp lực từ công việc mọi thứ nó đến với mình nên là mình không còn được như cái lúc ngày hồi bên Nhật. Ở Nhật là chỉ có đi làm về rồi xong rồi enjoy rồi nhớ vợ, nhắn tin rồi. Còn bây giờ là làm ở đây rồi còn phải tìm nhiều cách khác để làm nữa, để kiếm tiền rồi mua nhà, mua cửa chứ. Đúng không con? Tương lai nó xa hơn. Đó. Đó. Nhưng mà cuối cùng thì các bác con cũng bước qua được cái việc đó để mà bây giờ làm vợ làm chồng. Rồi thôi mình kết thúc lại cái trang lãng mạn đi. Trang kết thúc đi chị ạ. Tới cái trang này nó chuyển là qua cái trang gọi là thực tế phủ đó. Phàng. Thực tế phủ phàng. Ủa nhưng mà các con là cưới nhau bao lâu rồi? 6 tháng luôn. 6 tháng. Rồi. Nhưng mà biết nhau 6 năm rồi. Cho nên chắc chắn là cũng sẽ phải lòi ra một số tật xấu đi. Nhưng mà lòi ra ào ào đúng không? Đó. Đâu nè coi có tật xấu gì không kể cho con kể trước đó. Dạ vợ con thì tật xấu thì cũng ít nhưng mà chủ yếu là rất là bề bộn với tại tính con gái mà về mỗi khi đi làm về mệt, với lại bây giờ cũng đang có em bé nên là mệt rồi cứ văng chỗ này một cái chỗ kia một cái. Dạ. Ê. Mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. Trời ơi chúc mừng. Như vậy nghe. Là coi như không cho là tật xấu. Không là tật xấu luôn. Không phải giờ ta lo cái này thay đổi nữa. Ta mệt, nội tiết tố ta thay đổi ta mệt. Thôi ủng hộ. Dạ từ trước đó cũng có nhưng mà bây giờ thì nhiều hơn. À đang kể tật xấu trước đó. Dạ. Nó dựng cái chày cái cố là nó bừa bộn. Thôi vẫn rồi bừa bộn đi rồi. Tật xấu bừa bộn. Rồi sao nữa nè? Cứ nấu ăn thì con cứ phải ngoài sau rồi nấu trước con ngoài sau dọn tiếp sao. À đó là bừa bộn đó. Rồi sao nữa nè? Còn gì nữa không nè? Hay khó chịu thôi. Khó chịu là tại nội tiết tố. Dạ đúng rồi.
Nhưng mà trước đó có khó chịu không? Dạ có. Khó chịu là bản chất rồi. À. Nhưng mà khó chịu ở những ngày khó ở chứ. Nhưng mà khó chịu nhưng mà có hành hạ em không? Nghĩa là có hay la em không? Có hay cằn nhằn em không? À. Dạ có, cái gì mà không vừa mắt là đó, cằn nhằn con liên tục luôn. Rồi. Rồi còn gì nữa? Ghen tuông đồ, bậy bạ đồ. Dạ ghen tuông thì con nghĩ là chắc không có bậy bạ, tại vì cái tính bạn em ấy như vậy. Chứ là ghen đàng hoàng chứ không phải ghen bậy bạ đúng không? Còn... Như là con có cái để cho người ta ghen đúng không? Dạ không. Ghen bậy bạ là khi nào mà con không có cái gì hết trơn á, mà nó cứ ghen, cái đó là kêu bằng ghen bậy bạ. Ghen bóng ghen gió. Còn nếu mà ghen là tại vì con có cái gì cho vợ con mới ghen. Bậy phải con... có một cái gì đó, ví dụ như là việc xác định rõ này, ghen bậy bạ hay là ghen đàng hoàng? Đó. Ghen bậy bạ. Chắc ghen tại vì á cái bạn ấy có một cái danh sách đen của bạn ấy, chỉ cần mà mấy người mà trong cái danh sách đen mà like Facebook hay là bình luận hay gì con là kiếm vàng với con cái thì... đó là ghen bậy bạ. Dạ. Dạ, con phải xác định vô cái đó. Dạ. Là ghen bậy bạ. Rớt vô những ngày vô thưởng vô phạt ghen cái đó là không có được. Ừ. Thôi dĩ. Dạ. Lóc Facebook luôn đi, cái đó là rớt vô những ngày khó ở mới vậy. Nhưng nhà bình thường rồi bình thường cũng vậy luôn, ngày bình thường họ con không sao. Dạ. À rồi bây giờ còn gì nữa không? Dạ con thấy hết rồi phải không? Rồi tới con đó. Không. Dạ, có tật xấu gì không? Tại vì cũng quen lâu rồi á, nên là trong cái khoảng thời gian 6 năm nó sẽ từ từ khi mà mình thấy nó đột ngột quá cái tự nhiên mình quen, một khoảng thời gian sau mình quen á, thì tới bây giờ lúc mà cưới về thì chị thấy có cái tật xấu là nóng tính đó. Kiểu như là con mà nói chuyện bình thường hoặc ngọt đó thì ông sẽ không bao giờ nổi nóng với con, nhưng mà con mà nổi nóng là gặp những ngày ông khó chịu là ông sẽ nổi nóng lại. Còn những ngày bình thường khoan thì... Rồi chưa? Mì ok, tiếp tục. Rồi những ngày mà rồi. Con nổi nóng lại thì sao? Dạ, là hai đứa cãi nhau. Cãi có nhiều bữa cãi nhau to luôn đó, là cãi qua cãi lại. Nhưng mà không, hai đứa là cãi khoan nhau. Khoan con. Chỉnh lại đi. Rồi chưa? Bẹp. Chưa, thấy cái đèn nó còn đẹp. Chút là về với Bình Dương hả? Dạ, chứ chắc vì chồng con có ghé qua nhà chú một tí thì đưa con về. Biết trai gái chưa? Dạ chưa, mới bắt đầu tháng thứ tư. Dạ. Con bị nghén không? Nghén quá trời nghén. Hôm bữa con nghén nhiều. Dạ. Quá, ông tức á, ông chửi con luôn. Ê, chút kể. Trời ơi, anh đây nè, anh kể cho em nghe nha. Chú chứ vợ chú xưa có bầu khuya 12 giờ mấy 1 giờ bà nói anh ơi em thèm hamburger quá, xong cái nó thôi em gì không biết nữa mai ăn đi. Bà giận chú tới tật luôn. Giận tới tật luôn á, ngán ướng lắm con ơi. Dạ thực sự con biết hồi đó cô ba đứa con đứa nào cô ngán 3 tháng cô mới hết, mà cô ăn ở trong giấc mơ không á. Thức dậy là cô không ăn được một cái gì vì ăn là ói mà không thì nó đâu có đủ sức đâu con. Dạ. Thành ra cứ trong giấc mơ là mình ngủ mình được ăn nha, mình được ăn xong thức dậy một cái là mình phải đi kêu đi mua cái món đó liền. Mà cái món đó về tới một cái là nhìn là ói liền. Sợ lắm. Đó cô, ba đứa là cô đều phải uống xong hết cô mới tồn tại được đó. Thì cô không có sức luôn á. Dạ. Nghén mặn vậy luôn á cô. Ừ, uống nước cũng ói, cái gì cũng ói chứ. Sợ lắm, nhưng mà ngộ lắm, đúng cái ngày cuối cùng của tháng thứ ba là hết. Dạ. Là ăn uống ngon lành thoải mái. Biết tại sao vậy? Vậy cũng nhanh, tại có 3 tháng. 3 tháng? Con tới giờ vẫn chưa muốn ăn. Vậy hả? Dạ. Nó ngộ, ói miệng nó lúc nào cũng lặt nhách. Dạ đúng rồi. Kỳ cục lắm con. Mà ăn ô mai thì lại đau tử. Đó. Cô đó là cô không sợ nuôi con mà cô sợ mang bầu. Dạ. Mà sợ mang bầu chỉ 3 tháng đầu tiên. Sao vậy, nó bị cái gì vậy ta? Còn một nửa bước chân nữa là tụi mình đã bước qua được cái chuông này. Rồi chú ăn cơm quá. Ừ, ăn đi. Còn rung không? Bữa cô xuống Bình Dương cô quay á, cái thành phố mới gì mà nó đẹp mà không ai ở chứ mà sao? Nó trống quơ, trống quát vậy tại đó. Giờ nó còn vắng á.
Dạ. Bây giờ nó xa Bình Dương giờ đang bị nhiều cái dự án đó. Mà xây dạ. dựng hạ tầng đẹp ghê rồi mà dạ. không ai... nhiều lắm. Như một ở dưới Long An ở Long An có một cái dự án mà trời ơi cũng có 2-3 căn ở. Trân ơi, có nước cho cô miếng coi. Nó vô ở trong ai cũng chết luôn. Dạ. Con nước đá chưa? Tại vì cái khu thành phố mới nó cách xa với Thủ Dầu Một. Tại vì trước giờ lấy cái ly nhựa của con đang kích cầu á, đang kích cầu. Nói cách ngoài xa, cái đó là khả thi nhất, còn cái gì nữa đâu? Ít lên đây, hãy tụi lên con là khám bác sĩ. Dạ, con khám ở Đồng Nai. Đồng Nai à? Dạ. Có chạy lên ngã ba Thủ Đức không? Ngã ba Thủ Đức dạ không ạ. Có bác sĩ Điền nổi tiếng lắm. Bác sĩ Điền ạ. Giỏi, nổi tiếng lắm luôn, giỏi cực kỳ luôn. Dạ. Đang là bác sĩ hot ở Từ Vũ. Dạ. Em có quen ai ở bệnh viện Hạnh Phúc không? Quốc lộ 13 đó. Không. Dạ. Sao vậy? Thì không cho chị quen chứ. Thì bố mẹ lớn rồi đó, nhà ở gần đó mình phải tính. Quen cái bệnh viện liền, ví dụ vậy. Có, hay là bệnh viện Thủ Đức. Để em hỏi cho. Bệnh viện Thủ Đức cũng được nha. Dạ. Thủ Đức còn sướng hơn, nó gần hơn. Dạ. Chị dễ hơn em. Chị mà bước vô một cái là thiệt. Không phải, nhưng mà chị sợ những lúc đi quay thì làm sao. Em hiểu không? Dạ. Thì ngay cấp kỳ là mình phải điện thoại liền trước. Chị biết không, em ở nhà đó nghe, là em chọn ngay quận 10 đã an sinh xã hội thì đó, bởi vì Nhi Đồng nè, một năm nè, Chợ Rẫy nè. Bây giờ em ấy em hỏi giùm chị cái Thủ Đức, bệnh viện Hạnh Phúc Thủ Đức á, Hạnh Phúc với lại Thủ Đức hai cái. Thủ Đức rồi. Nếu, ok, nằm thì sẽ nằm ở Hạnh Phúc. Tại vì cái chỗ đó nó quá sập. Ừ, nhưng mà cấp cứu là phải bệnh viện Thủ Đức. Ông bà lớn tuổi rồi. Ừ, ông bà lớn tuổi rồi, mệt cái đẩy đi liền. Đẩy đi liền. Hỏi giùm chị nha. Dạ, chị em hỏi cho. Bác sĩ Điền giỏi lắm á. Dạ. Ở đó là một ngày là nó khám khoảng chừng gần 400 bà bầu mà cái phòng khám á. Dạ. Dạ. Ăn cơm luôn đi em ơi. Đúng rồi. Ừ, cho đúng cơm. Rồi con. Trời. Ừ. Con nói với mẹ bầu á, nói cố gắng ăn cơm đi. Nói với họ tới giờ ăn cơm đi. Chứ đừng nói. Điện thoại đây con. Chú hả? Chú, cuộc đời của chú là chỉ có trà đá và cà phê thôi. Đừng hỏi nữa nha. Chú vẫn từng nhìn 8 năm rồi. Không chưa rồi. Chú có uống cái gì đó khác ngoài cà phê không? Ủa nãy rồi. Tới đâu rồi? À, con chú sao hỏi lại con nghe. Nói đang về chồng á. Thì con nói là cái vụ lúc con có bầu á, dạ. Con ngán quá mà ông gây lộn với đúng con luôn á. Dạ. Rồi chưa? Dạ rồi. Rồi để cho chú mò cho con. À, thí dụ như bây giờ là con đang có em bé đi. Dạ. Thì ảnh có bao giờ mà ảnh làm con bực bội không? Có nghĩa ảnh có bao giờ ảnh vô tâm không? Dạ vô tâm thì không. Ổng rất là cưng từ hồi cưới, từ hồi quen luôn á. Nhưng mà có lần ổng về ổng la con là tại vì con đi làm về cái con mệt con nằm á, xong rồi con ói, con mệt. Cái con nằm con không phụ nữa, không làm gì hết trơn á, xong ổng kêu là bữa đó không biết ổng bị gì ấy, xong ổng khó chịu, cái ổng kêu là sao mà nghét gì mà nằm mệt rồi như thế này thế kia, phải dậy để cho con nó khỏe chứ không có nằm được vậy. Cái ổng la, cái con lúc đó con đang bực nữa, con mệt quá, cái con la lại, hai đứa cãi qua cãi lại, xong giận nhau tới sáng. Là cái kỳ đó là cãi nhau rồi cũng lớn lao là cái kỳ đó đó phải không? Dạ, cái đó là chỉ là hơi lớn thôi, tại vì con thấy là ổng không có hiểu cảm giác nghén của mình. Dạ. Sao kỳ vậy, người đàn ông không ăn bầu? Cái đó là tại không phải vì con không có muốn phải vợ thế này kia. Tại vì cái lúc đó là mình không hiểu tại sao vợ mình cứ bị như hoại vài mà mình không làm gì được mình hết cho vợ. Sốc ruột quá đúng không con? Sốc ruột quá. Vợ con là từ hồi mà có bầu, phát hiện có bầu á, rồi lúc sau này gì con cũng làm hết á, kiểu gì cũng làm hết. Mà cứ trải qua cái việc mà chứng kiến mỗi ngày thấy vợ cứ mệt rồi ăn không được ấy này kia, vật vờ mình rất là khó chịu, trong khi mình không biết phải làm như thế nào để cho hết đó, đúng dạ. Nhưng mà không biết cách nói cho nên cuối cùng là dạ, đúng. Trở nên cái gì là gây ra chuyện đó dạ. Mà thật ra đó là đứa con mà con đầu á thì nhiều khi nó sẽ có chuyện nó xảy ra, mà nó con thứ hai á chắc không có đâu, tại hiểu tâm lý rồi. Dạ. Tại thật ra là vợ anh đứa đầu tiên anh cũng có những cái mà anh rất là vô tâm. Sao lúc anh lúc chú vậy ông nội? À quên, lộn đó. Có nhiều là chú hồi xưa cũng bị tình trạng y chang vậy đó. Dạ. À, nhiều khi mình cũng sót vợ mình nhưng mà mình không biết cách nói á, mình không biết cách chia sẻ đó, cho nên là vợ giận rất là nhiều. Dạ. Đó.
Nhưng mà thôi bây giờ trong lúc này là phải tâm lý nghe. Đúng dạ. rồi. Phải biết vợ mình lúc này là phải nhường bà đi. À, dạ. Nghe con. Rồi sao chồng nữa con, nè? Chồng con có lãng mạn không? Dạ lãng mạn chắc không có điểm nào luôn á. Không có 10 điểm chắc không điểm. Trước giờ có ai tặng quà, tặng hoa và nói những lời yêu thương với con không? Dạ nói yêu thương thì dạo này cũng bắt đầu có rồi. À. Tại vì nói với, tại vì tập nói cho con á, nên là nói luôn cho vợ. À. Dạ. Rồi vậy tập luôn đi con. Tập bắt đầu nói lời yêu thương rồi, dạ. bây giờ tập bắt đầu mua đồ. Mua đồ tặng rồi đó. Dạ. Đó. Đó, đi làm bộ mượn mây đẩy trăng á. Ê. Con ơi, con nói cho ba nghe coi mẹ con thích cái gì nè. Đó, thấy chưa? Cái bên kia giả bộ thay lời con nói á. Nói đi tan, mẹ thích cái hộp này xoàn nè. 8 ly nè. Ví dụ vậy hiểu không? À, rồi bây giờ nè. Dạ. Mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ, con chỉ có một mong muốn là chồng con có những ngày mà chồng con mệt hay là gì chồng con nói để có lúc đó con không có bị, con không phải bị khùng khùng lên con chửi sản á. Dạ. Tức là con sẽ canh những lúc mà chồng con bình thường để con chửi. Con lựa lời á, lựa lời nói rằng cho cái gì cho vừa lòng nhau á, lời nó không mất tiền mua đó. Đúng rồi. Tại vì dần dần khi mà quen được 6 năm thì con hiểu được là lúc nào cũng nóng, lúc nào cũng không nóng, lúc nào mình la ổng là ổng nghe. Nên là bây giờ sau khi cưới thì mới cãi nhau có lần, còn lại là bình thường vui vẻ. Rồi còn con mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì con cũng mong muốn vợ thay đổi là bớt bừa bộn lại thôi. À, vậy thôi hả con? Thôi, dạ. Con. Cái mong muốn của chồng con là chính xác. Dạ. Tại vì á, sau này á, mình sẽ có con. Mà con biết không, khi mà mình có con á, cái đầu của mình nó giống như cái máy vi tính vậy đó con. Đó, bắt đầu là mấy giờ đầu tiên á, chăm con á, giờ mình phải làm cái gì đầu tiên nè. Trong lúc làm này á, thì cái gì phải tiếp theo nè. Dạ. Là nó giống như là bộ máy vi tính vậy đó. Dạ. Và phải cực kỳ gọn gàng. Tại vì con biết sao, đồ em bé hoặc đồ mình để đâu á, mình chỉ cần giói tay ra là mình lấy được cái điều mình mong muốn liền. Dạ. Cái đó là cái rất quan trọng. Ví dụ như là sữa sùng rồi luộc bình ở đâu, bình sau khi con bú rồi làm sao, rồi hơ hấp chỗ nào. Nói chung là con phải tập cái đó. Dạ. Thì con nó sẽ hưởng được hết những cái gì mà gọi là sung sướng nhất. Dạ. Nó là như vậy. Dạ, dạ, dạ. Con nhớ.